Con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ vũ quý, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Sao trời hôm nay sao ôi bức quá vậy trời. Bà con cô bác ơi, xin bà con cô bác hãy cho tôi một ít tiền lẻ để kiếm cơm qua ngày. Với lại bà con cô bác ơi, bà con cho tôi hỏi, có thấy anh Quách Dương ở đâu không? Anh là đồng nghiệp của tôi á. Ông anh này cũng lớn hơn mình có vài tuổi mà ông đi ăn xin thấy tội quá vậy ta. Mình nhớ có gặp ông ở đâu thấy quen quen mà mình không nhận ra nổi. Đâu để qua hỏi thăm ông thử coi. Ủa ông anh. Dạ, dạ chào anh. À, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay tôi 65 tuổi rồi anh. Trời ơi anh 65 tuổi, anh lớn hơn tôi 10 tuổi. Sao mà khổ quá vậy, rồi vợ con của anh ở đâu? Dạ tôi không có vợ con gì hết anh à. Anh đi ăn xin lâu chưa? Tôi đi ăn xin khoảng mấy chục năm nay rồi đó anh. Vậy cũng kinh nghiệm dữ ha. Dạ. Một ngày anh đi xin được bao nhiêu? Dạ có ngày thì tôi xin được mấy chục, có ngày cũng được trăm mấy đó anh. Mà có ngày cũng không có một xu nào anh à. Rồi quê ông anh ở đâu vậy? Dạ quê tôi ở Vĩnh Long á. À Vĩnh Long hả? Dạ. Có gần Phà Mỹ Thuận không anh? Dạ nhà tôi sát bên Phà Mỹ Thuận đó anh. Ờ đúng rồi. Hèn gì hồi nãy giờ tôi thấy ông anh quen quen mà tôi không nhận ra. Giờ tôi nhớ rồi. Có một lần sáng sông Mỹ Thuận, tiếng đàn và giọng ca của ông lão ăn xin đã khiến lòng tôi rai rứt về thân phận nổi trôi của kiếp tơ. Tranh lòng thương bởi cùng phận ca cầm, ông lão hát lại bài hát cũ mến ma nỗi buồn trên phím nhạc đường tơ. Người tha phương ta cùng tha phương, người nhạc sĩ ta cũng là nhạc sĩ. Mưa vô tình rơi từng hạt mông lung, như cuộc đời ông lên đến đây đó. Vậy là ông lão đó là cũng là người quen của ông anh hả? Dạ không, không phải là bạn của tôi. Đó chỉ là một ông lão ăn xin mà tôi gặp trên Phà Mỹ Thuận. Nhìn ông ấy tội nghiệp lắm, khắc khổ, không có gia đình, cũng rày đây mai đó như ông anh đây. Tiếng đàn ông quyện trong cơn mưa lạc đá, cả giọng của ông đã lạc tiếng hơi khàn. Sự của ông gửi vào mấy cung đàn, mang tâm sự khắp chợ đời đau ban, lấy khúc ca buồn làm kế sinh nhai. Kết qua đường ai biết ai hay, ai rủ lòng thương cho cảnh đời đơn bạc. Cũng như ông tôi làm thân nghệ sĩ, mang cho đời tiếng hát lời ca. Vậy là quê của ông anh cũng ở Vĩnh Long hả? Dạ quê tôi ở bên kia Phà Mỹ Thuận đó anh. Giọng ca ông lạc
lòng giữa cơn mưa, u ẩn như tiếng tơ lòng thổn thức. Xót thân ông là em bay giữa trần giống bầu gió, giật liên hồi canh én trao nghiêng. Giữa sâu bầu bao kẻ lại qua, ông đâu biết có người rưng rưng đồng cam. Trước mắt tôi bỗng nhiên nhòa nhạt, có lẽ hạt mưa rơi ở mắt mình. Và cặp bên rồi tôi bước lên xe, bỏ lại sau lưng tiếng đàn và giọng ca ông lào. Những hình ảnh ấy tôi không quên được, như khúc ca buồn nghe lại giữa chiều mưa. Dạ xin cảm ơn ông anh. Nhờ ông anh mà tôi nhớ lại hình ảnh của ông lão ăn xin tên Phà Mỹ Thuận. Ông anh ráng bảo trọng giữ gìn sức khỏe, ráng đi xin 5 năm nữa rồi lãnh lương hưu nha ông anh. Tôi đi à. Gì kỳ cục vậy trời, gì kỳ đời vậy má ơi. Nãy giờ hỏi tùm lum tùm lưa hết trơn mà không cho đồng nào hết trơn á. Ông này mà sáng gặp ông này chắc bán đắt lắm nè. Thôi nhịn đói về nhà ngủ luôn cho rồi. Đi đâu vậy? Sao lộn được rồi? À, có chuyện nghe. Hay quá. Dạ. Xuống dưới bà con cô bác coi ai cho gì lấy. Có chuyện nghe. Còn mấy ai thương dắt về nuôi luôn. Cảm ơn anh Quân nhiều. Trời ơi, mùa này anh Quân anh tràn lên sân khấu nhiều lắm. Dễ thương lắm. Chào anh Xuân. Dạ cảm ơn quý bà con cô bác đã ủng hộ cho tiết mục của anh Xuân ạ. À. Giới thiệu bà con bác luôn, anh Xuân là người casting đầu tiên trong chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ hai. Wow. Anh tới sớm nhất là anh lấy số dành số 1 anh cast. Lúc đó Khương vừa chọn luôn, mở hàng. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Châu Thanh, chị Ngọc Quyền cùng anh Minh Nhí, cùng quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Một lời chào thân thương nhất. Dạ, xin cảm ơn. Tính ra bữa giờ có mình anh được ăn mặc đẹp nhất. Em là Nguyễn Văn Xuân, quê em ở Củ Chi. Dạ, anh làm công việc gì? Anh buôn bán đồ dụng cụ học sinh bên nhà sách. Dạ, dạ rồi, mời ban giám khảo cho anh Xuân có ý kiến ạ. Xuân ơi. Dạ. Với giọng hát của em và cái cách trình diễn của em rất là dễ thương, lịch sự nè. Em thì có đôi mắt với lại cái mũi, anh đang hình dung giống như là một cái nghệ sĩ mà gạo cội mà bậc siêu phụ tụi anh. Đúng là rồi. Anh Thành Được. Thành Được. Ồ, em biết là dạ, có cái nét dễ thương đúng rồi. Cảm ơn anh. Có cái nét rất là hiền rồi, cái mũi cao đẹp, đôi mắt mơ mơ ha. Anh Thành, cảm ơn sự hiện diện của em và cảm ơn cái tài năng em đã đem đến trong cái chương trình hôm nay. Chúc em luôn khỏe và hát hay. Dạ, cảm ơn anh Châu Thanh rất nhiều. Ngọc Quyền mến chào anh Xuân. Đúng là Khương vừa nói, anh là người được bận đồ đẹp cái mùa 2 này đó anh. Em thấy cái gì mà thí sinh làm cây làm kiển rồi tùm lum hết đó nha. Cho nên là anh phải cảm ơn Khương Dừa và ban biên tập là cho anh một bộ đồ đúng cái phong thái của anh. Thì anh bước ra rất là đẹp. Nhưng mà khi mà anh thoại anh diễn thì em mới nói rằng là nó rất là mộc mạc. Anh có cái giọng ấm đẹp. Có nhiều lúc á, anh phân nhiều có những chữ đó em cứ sợ. Nhưng mà cuối cùng thì anh xuống rất là chắc. Cho nên bắt đầu từ một câu đầu thôi là em đã biết anh chắc nhịp rồi, chứ không có lo lắng nhiều. Nói chung là cảm ơn anh rất là nhiều đã đến với Ngôi Sao Miệt Vườn nha. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Về chuyên môn thì anh Châu Thanh và Ngọc Quyền đã nói rồi, nhưng mà anh muốn hỏi là em có hay hát tân nhạc không? Dạ tân nhạc thì nói chung nhạc sến em hát được, nhưng mà em ít hát lắm anh. Vậy em hả? Thích cải lương nhiều lắm. Nghiêng về cải lương nhiều lắm. Thì đó nãy giờ đã nghe cải lương em hát rất là chắc rồi, giọng rất là tốt, rất là khỏe và bình tĩnh để hát. Nhưng mà anh hỏi thử em có thích dòng nhạc tân nhạc hay không? Đó, hồi nãy xuất hiện cái là trong đầu nó hao hao giống chú Thành Được quá vậy trời. Mà sang trọng, lịch thiệp và diễn cũng nhẹ nhàng. Còn hát thì cảm giác là theo kiểu cổ điển. Nhưng mà lâu lâu cũng có mấy cái giọng gió lên. Mà giọng gió đó rất giống anh Châu Thành nha. Nãy xây qua nói trời sát cái chữ đó giống anh ghê. Giọng ca ông lạc lòng giữa cơn mưa, u ẩn như tiếng tơ lòng thổn thức. Xót thân ông là em bay giữa trần giống bầu gió, giật liên hồi canh én trao nghiêng.
Dạ. Đó. Cảm ơn. Chúc mừng em đã hoàn thành xong cái bài thi của mình. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Xuân cảm ơn Diệp. Em rất nhiều. Dạ, em cũng có một vài chút phần quà, tuy là nó nhỏ bé nhưng mà cái món quà này là ở quê hương đặc sản Củ Chi, là bò tơ một nắng. Wow. Dạ, em gửi cho anh chị. Dạ, em cảm ơn anh bạn cùng cảm tuổi. Ơn em nha. Rồi, hai đứa mình bằng tuổi á. Cảm ơn Xuân nha. Rồi, rồi gửi quà cho em. Cho Xuân nè. Mà Xuân biết sao anh Minh Nhí hỏi vậy không? Nếu mà lỡ vô được vòng trong đó thì đó là một bài tân nhạc. Thì đúng không rồi. Biết là lúc đó Xuân có truyền tải nổi cái bài đó hay không? Chắc được, được. Được, được không? Cảm ơn Xuân nhiều nha. Bây giờ anh vô bên trong để chờ đợi kết quả nha anh. Cảm ơn anh. Hãy đón xem Ngôi Sao Việt Dương mùa 2 được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Thương Dừa Channel, bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.